Báo chí quốc tế dành những đánh giá cao cho phát minh của người Việt. Tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực này ngày một lớn mạnh và nở rộ. Chào mừng quý vị đến với kênh Túi Tài Tạo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung tuyệt tác công nghệ của người Việt khiến quốc tế bất ngờ. Việt Nam thẳng tiến tới mỏ vàng 14.000 tỷ đô la. Thưa quý vị, tuyệt tác công nghệ của người Việt theo mạng tin tức BNN trụ sở Hồng Kông, Trung Quốc cách đây không lâu. Hành trình công nghệ của Việt Nam đã đạt được một mốc cột mốc quan trọng với sự ra mắt của VGPT, hay còn gọi là ChatGPT phiên bản Việt. Đây là giải pháp trí tuệ nhân tạo AI tinh vi do Vin Big Data, tập đoàn Vingroup phát triển. Với động thái này, Việt Nam đã đánh dấu bước tiến vào sân chơi giải pháp AI công nghệ cao toàn cầu, một bước nhảy vọt nhằm tăng cường an ninh dữ liệu quốc gia, bảo vệ hệ thống trí tuệ và tư tưởng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm AI của nước ngoài. BNN nhận định. Thưa quý vị, theo mạng tin tức này, người dùng có thể tương tác với VGPT bằng tiếng Việt thông qua giao diện website tương tự như ChatGPT của OpenAI. Tuy nhiên, không giống như các giải pháp AI sẵn có, VGPT được thiết kế độc đáo để phản ánh giá trị lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Do đó, nó có thể cung cấp thông tin chính xác và phù hợp về mặt văn hóa cho người dùng Việt. VGPT có 3 phiên bản riêng biệt. Đầu tiên là phiên bản cộng đồng với khả năng cung cấp thông tin rộng rãi về các lĩnh vực. Thứ hai là phiên bản dành riêng cho các nhà khoa học nghiên cứu, chứa đựng nhiều kiến thức chuyên ngành. Cuối cùng là phiên bản dành cho doanh nghiệp trên nền tảng Vin S 2.0 AI nhằm tinh giản hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả. Theo BNN, VGPT không chỉ là một giải pháp AI mà còn là tuyệt tác công nghệ với 1,6 tỷ tham số và chứa hơn 600 GB dữ liệu dành cho người Việt. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược của Vin Big Data nhằm tạo ra các sản phẩm AI made in Việt Nam tầm cỡ quốc tế. Việt Nam đang giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực này đang ngày một lớn mạnh và nở rộ. Theo tạp chí Forbes Mỹ khẳng định, đánh dấu khả năng làm chủ công nghệ. Thưa quý vị, cùng bàn về VGPT, hãng tin Sputnik Nga đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự phát minh của người Việt. Trong bài viết trên Sputnik, nhà phân tích Nga Chara Ivanov cho hay, trong năm 2023, cú nổ ChatGPT của OpenAI đã làm rung chuyển thị trường công nghệ thế giới, mở ra cuộc đua chinh phục AI giữa các quốc gia và các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ trong vòng 2 tháng, ChatGPT đã thu hút 100 triệu người sử dụng, trong khi TikTok đứng vị trí thứ hai phải mất 9 tháng mới đạt được số lượng người dùng như trên. Thậm chí, nhiều ứng dụng khác phải mất hàng năm. Tuy nhiên, với nguồn dữ liệu chủ đạo bằng tiếng Anh, các mô hình như ChatGPT có thể không hiểu đầy đủ hoặc phản ánh chính xác sự phức tạp về văn hóa cũng như ngữ cảnh của người Việt, dẫn tới việc đôi khi viết ra những câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không chính xác hoặc phù lý. Do đó, theo nhà phân tích, dù Việt Nam mới đang ở những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục AI tạo sinh, nhưng việc ra mắt được ứng dụng riêng dành riêng cho người Việt là một tín hiệu tốt, cho thấy những nỗ lực của các công ty công nghệ của Việt Nam. Việc ra mắt một ChatGPT phiên bản Việt đánh dấu khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam. Cao hơn thế nữa, qua việc làm chủ công nghệ, chúng ta có thể tự chủ khai thác, bảo vệ an ninh dữ liệu quốc gia cùng hệ tri thức, tư tưởng mang bản sắc Việt Nam. Hướng đi này sẽ cho phép chúng ta không chỉ xóa bỏ sự phụ thuộc vào những sản phẩm quốc tế, mà còn có thể dần dần nâng cao tính chính xác của các thông tin chứa giá trị lịch sử, văn hóa Việt và giảm thiểu dòng chảy dữ liệu ra nước ngoài. Giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học Vin Big Data trả lời phỏng vấn Sputnik. Việt Nam vượt qua Philippines để vươn lên vị trí thứ 5 trên 10 khu vực ASEAN và đứng thứ 59 thế giới về chỉ số sẵn sàng AI, tăng 17 bậc so với năm 2020, thời điểm chưa đạt mục tiêu phát triển AI. Oxford Insight khẳng định, mỏ vàng 14.000 tỷ. Từ ngày 26 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 127 QĐ-TTT về chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Chiến lược đưa ra mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu vực và trên thế giới. Sau hơn 2 năm thực hiện, trong năm 2023, ngoài VGPT, Việt Nam đã ghi nhận sự ra đời của nhiều sản phẩm AI do người Việt làm chủ về công nghệ. Tiêu biểu như FPT ra mắt FPT AI Mentor, cố vấn đào tạo trong doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, Lovinbot ra mắt hai sản phẩm là trợ lý viết content AI dành cho cá nhân và doanh nghiệp. VinAI công bố dự án nghiên cứu mã nguồn mở về mô hình ngôn ngữ lớn cho riêng tiếng Việt làm phở GPT.
Việc ra mắt một loạt sản phẩm AI cho thấy Việt Nam đang từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào sản phẩm nước ngoài, đồng thời đánh dấu bước tiến để doanh nghiệp Việt Nam đưa công nghệ AI tạo sinh vào hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Trong tương lai, qua việc làm chủ công nghệ, Việt Nam có thể tự chủ khai thác, bảo vệ an ninh dữ liệu quốc gia cùng hệ tri thức, tư tưởng mang bản sắc Việt. Theo tạp chí Forbes Mỹ, Việt Nam đang giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực này đang ngày một lớn mạnh và nở rộ. Báo cáo chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ do Oxford Insight Anh thực hiện cho biết, trong năm 2023, Việt Nam có điểm trung bình đạt 54,48 điểm, vượt qua Philippines để vươn lên vị trí thứ 5 trên 10 khu vực ASEAN và đứng thứ 59 thế giới, tăng 17 bậc so với năm 2020, thời điểm chưa đặt mục tiêu quốc gia về phát triển AI. Thưa quý vị, Việt Nam Spurs dẫn lời ông Đặng Hữu Sơn, đồng sáng lập Longinbox AI, Phó Chủ tịch Liên minh Phát triển Nguồn Nhân lực Số Việt Nam, AIED, cho biết năm 2023 là một năm rất đặc biệt khi nhắc tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với tốc độ phát triển AI đáng kinh ngạc ở cấp độ toàn cầu, riêng tại Việt Nam, lĩnh vực AI tạo sinh dự kiến sẽ đóng góp cho nền kinh tế số với 14.000 tỷ đồng vào năm 2030. Theo ông, sự phát triển của AI sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp mà với ở tầm vóc quốc gia. Việt Nam dẫn đầu một khảo sát cho thấy người dân rất quan tâm đến AI, tới 91% người tham gia khảo sát bày tỏ sự hứng thú với công nghệ này, tỷ lệ cao nhất so với các thị trường khác được nghiên cứu. Theo Financial Service, ông Sơn nói, Thủ tướng Phạm Minh Chính, AI là động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, khi chủ trì cuộc tọa đàm với doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ ô tô, chip bán dẫn và hệ sinh thái liên quan các ngành này trong khuôn khổ chuyến thăm công tác tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Doha, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển trong lĩnh vực AI, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia kết nối với trung tâm dữ liệu của các bộ ngành địa phương. Việt Nam hiện có khoảng 50 cơ sở giáo dục đào tạo về AI. Việt Nam cũng tạo dựng được môi trường thuận lợi để nhiều doanh nghiệp AI trên thế giới đến phát triển tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như y tế, truyền thông, giáo dục, an ninh mạng, tài chính, nhà máy thông minh, đô thị thông minh và công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh AI, bán dẫn và công nghiệp ô tô là những ngành quan trọng, vừa có những động lực phát triển cũ cần được làm mới, vừa có những động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam. Nói cho bạn chưa biết, ChatGPT xuất hiện mới không lâu nhưng đã trở thành công cụ làm việc, học tập, trợ giúp của rất nhiều người. Tin vui cho người dùng Việt Nam là cuối cùng nền tảng AI này cũng đã có phiên bản Việt thân thiện với người dùng Việt. ChatGPT phiên bản Việt ra mắt. Ngày 27 tháng 12, công ty VinBig Data thuộc tập đoàn VinGroup đã chính thức tổ chức sự kiện lớn thông báo công ty đã đưa ChatGPT phiên bản Việt vào hoạt động ứng dụng VGPT. VGPT có thể coi là phiên bản ChatGPT đầu tiên ở Việt Nam mở cho người dùng cuối. ChatGPT sở hữu lượng tri thức và thông tin rộng lớn với khả năng sáng tạo nội dung, tìm kiếm, tổng hợp, trích xuất thông tin, giải đáp các câu hỏi. Khi trải nghiệm nền tảng này, bạn sẽ có cảm nhận tương tự như khi sử dụng ChatGPT đã quá quen thuộc với nhiều người dùng. Vậy điểm khác biệt là nổi trội hơn, các đối thủ đã quá mạnh ở tầm quốc tế của VGPT là gì? Câu trả lời đơn giản là tính thuần Việt. Thông tin trong Converse này tập trung vào các lĩnh vực đặc thù của Việt Nam. Ví dụ như khi bạn hỏi ChatGPT hoặc các nền tảng nước ngoài các câu hỏi về pháp luật, lịch sử, văn hóa, danh nhân, văn học, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, đặc trưng vùng miền Việt Nam. Câu trả lời có thể sai, thậm chí lạc đề, nhưng với VGPT thì khác. Vì là AI của người Việt làm, dành cho người Việt dùng, nên nó rất thân thiện với người dùng tiếng Việt. Theo thông tin chính thức từ công ty, hiện VGPT sở hữu hơn 600 GB dữ liệu tiếng Việt tinh chỉnh lấy từ nhiều lĩnh vực và tất nhiên sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, trong phiên bản doanh nghiệp, VGPT còn được tích hợp trong nền tảng trí tuệ nhân tạo Inspire 2.0. Đây cũng là công nghệ mở đường cho sự ra đời của hệ sinh thái các giải pháp tích hợp AI của VinBig Data mang tên VChat, VVoice và trợ lý ảo VV. Thưa quý vị, trong tương lai, VGPT sẽ được tích hợp trong một số sản phẩm trên nhiều lĩnh vực khác nhau như vận tải, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Công nghệ tiên tiến sẽ hỗ trợ người dùng tìm kiếm, tổng hợp thông tin nhanh chóng và đơn giản hơn so với trước đây. Việc ra mắt một ChatGPT phiên bản Việt đánh dấu khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam. Qua việc làm chủ công nghệ, chúng ta có thể tự chủ khai thác, bảo vệ an ninh dữ liệu quốc gia cùng hệ tri thức, tư tưởng mang bản sắc Việt Nam. Giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học VinBig Data cho biết cách sử dụng VGPT. VGPT là AI sẽ được tích hợp sẵn cho các sản phẩm. Trước mắt, nó sẽ được xuất hiện trên các sản phẩm thuộc cùng hệ sinh thái VinBig Data
Muốn sử dụng VGPT, bạn hãy đăng ký tài khoản theo hướng dẫn dưới đây. Bước 1. Truy cập trang chủ VGPT rồi click nút đăng ký như dưới hình. Bước 2. Nhập các thông tin họ và tên, địa chỉ email và số điện thoại như yêu cầu. Bước 3. Sau khi click nút đăng ký để xác nhận, bạn sẽ nhận được một thông tin báo đăng ký tài khoản thành công. Vì là một nền tảng chatbot mới nên VinBig Data đang thực hiện chế độ xét duyệt người dùng mới. Sau khi tài khoản của bạn được duyệt đăng ký thành công, chúng ta sẽ nhận được một email thông báo. Đối với người dùng một doanh nghiệp, chúng ta cũng có thể truy cập trực tiếp địa chỉ https://vinbasen.ai và click vào menu liên hệ để được hỗ trợ chi tiết thêm VGPT hoặc các dịch vụ chuyên sâu khác do VinBig Data cung cấp. VGPT và các nền tảng tương tự là minh chứng cho thấy Việt Nam cũng không hề đứng ngoài cuộc và chạy sau cuộc đua công nghệ toàn cầu. Và không có lý do gì chúng ta không thử trải nghiệm sản phẩm của người Việt, đúng không nào? Ngoài ra, VinBig Data mở đăng ký khóa kỹ sư AI miễn phí. Với học viên đạt GPA tối thiểu 3.0, TOEIC 600 sẽ trải qua 3 vòng xét chọn để tham gia chương trình đào tạo kỹ sư AI VinGroup 1 năm. Học viên sẽ được đào tạo miễn phí với sự dẫn dắt của chuyên gia đồng hành trong nước và thế giới. Đi cùng là cơ hội phát triển nghề nghiệp tại VinGroup cùng học bổng du học trường top đầu thế giới về công nghệ. Thưa quý vị, chương trình hướng đến sinh viên năm cuối, học viên chương trình sau đại học, cử nhân, kỹ sư trẻ, thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin, AI, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, điện tử viễn thông, toán tin hoặc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp. Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5. Để được xét tuyển, ứng viên cần đạt GPA tối thiểu 3.0 và điểm tiếng Anh TOEIC 600 hoặc tương đương. Hồ sơ nộp về cần phải trải qua 3 vòng xét chọn, sàng lọc hồ sơ, kiểm tra đầu vào chuyên môn toán, lập trình, tiếng Anh và phỏng vấn cùng hội đồng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình đào tạo kỹ sư AI VinGroup của VinBig Data gồm 2 giai đoạn chính với mục tiêu xây dựng đội ngũ kỹ sư chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Giai đoạn nền tảng kéo dài 4 tháng gồm các môn học máy cơ bản và nâng cao, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đại số tuyến tính và xác suất thống kê, đạo đức nghề AI cùng một số môn bổ trợ như Python, kỹ thuật dữ liệu. Ngoài ra, học viên sẽ được trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, tham gia chuỗi họp, hội thảo, chuyên đề liên quan đến dự án công nghệ trọng điểm trong triển khai. Kết thúc 4 tháng nền tảng, học viên bước vào giai đoạn thực tập. Lúc này, thành viên được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và góp mặt trong các dự án công nghệ của VinGroup như phát triển trợ lý ảo VV, xây dựng giải pháp phân tích hình ảnh thông minh. Bên cạnh việc tiếp cận công nghệ với nền tảng đào tạo theo lộ trình, học viên có cơ hội chinh phục nhiều dự án lớn, công bố khoa học tại những hội nghị tạp chí hàng đầu như MNLP, hội nghị xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hội thảo về xử lý ảnh y tế, tạp chí Q1 trong lĩnh vực AI. Chương trình đào tạo kỹ sư AI VinGroup cũng là bệ phóng đưa nhiều tài năng AI của Việt Nam tiến xa hơn trên quốc tế với học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại những trường đại học danh giá. Đại diện đơn vị cho biết, một số ngôi trường nổi bật như Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Mỹ, Đại học Pennsylvania, Mỹ, Đại học Maryland, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Australia. Lý Phúc Thành, học viên khóa 2, đang học thạc sĩ Robotics tại trường Đại học Pennsylvania, Mỹ với học bổng toàn phần cho biết chương trình là nền tảng giúp anh nắm vững những kiến thức, kỹ năng quan sát khi làm công nghệ trong môi trường quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên gia, tôi đã có cơ hội làm hoàn thiện bản thân hơn. Đây chính là chìa khóa giúp tôi nhanh chóng nhận được học bổng du học toàn phần thạc sĩ tại Mỹ, ông Thành nói. Trong vai trò triển khai chương trình đào tạo suốt 4 năm, giáo sư Hà Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học VinBig Data khẳng định khóa học góp phần tạo ra đội ngũ kỹ sư AI có chuyên môn, tư duy nhạy bén. Đây cũng là một trong những lực lượng nòng cốt tại những đơn vị đồng hành về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Từ đó, chúng tôi kỳ vọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, giáo sư Vũ Hà Văn phân tích. Thưa quý vị, đào tạo kỹ sư AI khởi động từ năm 2020 là một trong những chương trình mũi nhọn được VinGroup thực hiện nhằm xây dựng lực lượng khoa học công nghệ. Sau 4 năm, chương trình thu hút hơn 1.300 hồ sơ, đào tạo 310 học viên với 70% thành tích danh hiệu học thuật cấp quốc gia, quốc tế. Thưa quý vị, qua video, chúng ta thấy rõ ràng Bắc Vượng đã cố gắng đưa Việt Nam ra cùng với thế giới. Tuy rằng chiếc smartphone, chiếc xe ô tô VinFast chưa thật sự thành công, nhưng với nỗ lực thay đổi và phát triển của mình, chắc chắn tôi tin rằng sự thành công sẽ đến sớm và thể hiện được khả năng của con người Việt Nam là không giới hạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh và để có những video hay hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.